Khung cảnh buổi tối ở cái khu Team Building Queen Ba Vì các bạn nhé. Khá đẹp. Bể bơi. Nhà sàn ở bể bơi. Mỗi tội bị dính một cái phòng không có điều hòa. Trên nóng. Trải qua 2 năm đầy biến động và nhiều sóng gió do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm cho mọi ngành nghề đều bị ảnh hưởng, từ văn hóa, kinh tế, chính trị thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Bên cạnh đó còn là thách thức lớn đối với doanh nghiệp, đòi hỏi từ ban lãnh đạo công ty đến đội ngũ nhân sự phải luôn thay đổi để thích nghi, thay đổi để phát triển, bởi thị trường và khách hàng luôn đòi hỏi chúng ta phải sáng tạo, phải nhanh nhạy. Nó không có chỗ cho những tư duy cũ, những tồn đọng cũ và cả sự trì trệ trong suy nghĩ, cách làm việc, và đó cũng là một thách thức đề ra cho công ty và doanh nghiệp. Tuy nhiên, với đường lối đúng đắn, kế hoạch rõ ràng, mục tiêu cụ thể, ban lãnh đạo công ty đã đưa chúng ta vượt qua từ khó khăn này qua những khó khăn khác. Và để rồi, trong đêm gala ngày hôm nay, đây chính là kết quả, là minh chứng rõ rệt cho tất cả những điều mà anh chị của chúng ta đã đạt được trong năm qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và về tham dự trong đêm gala ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu, tiến sĩ bác sĩ Võ Tiến Huy, chủ tịch tập đoàn SCI. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chị Hán Thị Linh Nhung, phó chủ tịch tập đoàn SCI. Xin được trân trọng là ngay lúc này đây, chúng tôi xin được mời lên sân khấu anh Nguyễn Bá Úy, giám đốc khối sale marketing, lên sẽ phát biểu cũng như rằng là nói qua về chủ đề của chương trình trong chương trình ngày hôm nay, đó là vượt qua giới hạn. Một tràng pháo tay dành cho Úy được không ạ? Anh là một ngày các bạn thích của anh tốt hơn một cái tam ạ. Vẫn nhỏ, nói này chỉ có khi ông Úy hô hô lên nói, chứ còn bình thường chắc là không nói đâu. Mọi người có muốn mình tốt hơn một ngày 1% không ạ? Đấy, theo ma tinh được vậy anh em ạ. Tôi cảm ơn mọi người. Nếu bạn đặt ra mục tiêu hình thành một thói quen nào đó